An ơi. À, em nè. Sao? Em chuẩn bị xong chưa? À, mình đi. Em chuẩn bị xong rồi. À, nhưng mà à, anh ngồi đây em nói chuyện với anh chút xíu. Có chuyện gì em nói đi. À, tính tới hôm nay thì tụi mình quen nhau cũng 7 năm rồi anh ha. Nếu mà tính chính xác luôn á hả, là 7 năm 6 tháng lẻ 4 ngày, còn tính ngày hả là 2739 ngày. Quen cũng lâu quá rồi ha. Ừ. Vậy rồi khi nào anh tính cưới em? Hay là cái chuyện này mình để bữa khác nói đi, bây giờ mình đi coi phim nha em. Không có coi phim gì hết á. Em muốn nói cho xong chuyện này ngày hôm nay luôn. Tại sao mỗi lần em nhắc tới chuyện làm đám cưới là anh cứ lảng tránh đi là sao vậy hả? Không phải là anh lảng tránh đâu, nhưng mà tại vì anh thấy là tụi mình còn trẻ á, anh mới vừa nhận chức nữa, hay là để cho anh thích nghi xong á rồi mình tính chuyện này sau cũng được. Không. Tính sao là làm sao, em không có chờ được nữa. Hồi trước á thì á em đã nói là em đỡ có công việc ăn việc làm ổn định, bây giờ công ăn việc làm tụi mình ổn định hết trơn rồi, tại sao anh không chịu cưới em? Tại sao anh cứ chờ hết ngày này tháng nọ, anh cứ nói em là cho anh thêm thời gian, trong khi anh có biết là mỗi ngày em đều nhận được những câu hỏi là khi nào cưới, khi nào sanh. Trời ơi, em còn chưa cưới nên làm sao mà sanh? Rồi ba má của em hối thúc con gái thì có xuân thì, ba má anh thì lo là hai đứa có chuyện gì xảy ra, ngày nào em cũng phải chịu những câu hỏi vậy. Anh có biết là em là phụ nữ như vậy rất là áp lực với em hay không hả? Tại sao anh thử một lần thử cái cảm giác của em coi. Không, anh hiểu cảm giác đó của em mà. Nhưng mà em có thể nào cho anh một thời gian không? Tại vì đám cưới mình phải chuẩn bị nữa, chứ đâu phải là mình nói cưới là cưới được đâu em. Anh không thương em nữa phải không? Không. Anh có người khác rồi phải không? Không, anh lúc nào cũng thương em và chưa bao giờ mà anh ngừng. Vậy tại sao anh không làm đám cưới với em? Tại vì anh thấy chưa tới lúc. Lúc nào cũng chưa tới lúc hết. Em có thai rồi đó. Hả? Em nói giỡn cái gì vậy? Giỡn là làm sao? Em nói là em đang có thai với anh đó. Nó làm sao mà có thai được? Làm sao mà có thai được hả? Anh ở với em mà anh hỏi em là làm sao có thai được hả? Anh không tin em. Coi đi. Cái này là của ai? Của em. Là... sao? Anh nghĩ em ngoại tình hả? Không, nhưng mà anh nghĩ là anh không thể nào mà. Em ơi, hay là bây giờ em phá thai đi. Anh nói cái gì hả? Anh nói lại coi. Anh nghĩ là bây giờ nếu mà còn thương anh á, em phá cái thai này đi nha. Anh bị điên hả? Con của em, con của anh, con của hai đứa mình mà anh muốn giết con là làm sao hả? Anh ăn nói kiểu gì kỳ cục vậy? Không, nhưng mà anh... Không, bây giờ nghe anh một lần đi, bây giờ phá cái thai này nha, nha em. Thì ra là vậy. Suốt bao nhiêu lâu nay em quen anh, em thương anh, em lầm rồi. Nhờ cái khoe này, nhờ đứa bé này, em mới biết được lòng dạ thật sự của anh như thế nào. Đi. Anh... Đi ra khỏi đây. Anh không. Em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đi liền cho em. Không có giải thích gì nữa. Không, anh đi. Đi. Tại sao mọi chuyện lại như vậy chứ? Không thể nào. Vô ly quá. Anh Vũ,
Anh Vũ, trời đất ơi, sao mà chân cẳng rồi bị làm sao mà ra nông nổi vậy hả? Ủa sao em biết anh ở đây mà em tới vậy? Thì bệnh viện báo người ta nói là anh bị tông xe nặng lắm, rồi kêu là người thân đi vô. Mà anh đi đúng kiểu gì mà để cho xe tông vậy hả? Thì cái chuyện mà hôm bữa em nói cho anh đó, xong nó cứ lẩn quẩn trong đầu anh hoài à. Cái đang chạy xe, cái anh nghĩ tới chuyện đó cho nên là gây tai nạn. Thì ra là em ép anh cưới mà anh áp lực tới như vậy hả? Thì thôi, không muốn cưới thì thôi, thì cứ ở như vậy đi. Bỏ đi, không có cần làm đám cưới gì hết. Không phải là chuyện em ép anh cưới đâu, mà là cái chuyện mà em nói em có thai đó. Thì anh cũng kêu em phá rồi, bây giờ anh còn nhắc lại, anh còn nghĩ lại làm cái gì nữa hả? An nè, anh nghĩ là đã tới nước này rồi anh sẽ nói thẳng cho em biết luôn, chứ anh không có giấu làm gì nữa. Thật sự là lúc trước anh cũng muốn cưới em, anh đã chuẩn bị tất cả mọi thứ rồi. Nhưng mà mấy năm gần đây anh có đi khám bệnh và anh phát hiện là anh bị vô sinh. Anh bị vô sinh? Rồi, em ăn hết rồi. Giờ này mà sao chưa ăn trưa được? À, hôm nay em chỉ lên công ty họp giao ban thôi, rồi có chuyện rồi về thôi hà. Nhưng mà em nhớ đó, chiều về sớm còn đi coi phim với anh nữa đó. Hay là bữa khác mình coi phim được không anh? Hôm nay mình đi chỗ khác đi. Anh thích đi đâu? Anh đi đâu với em mà không được. Mà sao lại quỷ chuyện đi coi phim vậy? Hôm bữa thấy em háo hức chờ coi phim lắm mà. Thì hôm nay em vẫn háo hức, nhưng mà cái phim đó nó cháy vé trơn rồi. Nguyên buổi sáng nay em ngồi em kiếm hết rạp này qua tới rạp kia, mà không có rạp nào còn vé trơn, nó chán ghê luôn. Bởi vậy em mới nói là anh muốn đi đâu thì đi chỗ khác với em. Anh đặt vé rồi, bữa em vừa nói là anh đặt luôn. Chứ phim hot như vậy chờ tới giờ làm gì có vé. Ủa khoan, từ từ. Anh đặt vé cái phim em thích đó hả? Vậy tối nay 6 giờ anh qua đón em nha. Thương anh quá à, sao mà anh hiểu ý em quá vậy? Ok, để có gì à, em gặp nói chuyện với chị Hà chút xíu xong rồi em về liền nha. Ủa, chị, tới hả? Sorry nha, chị tới trễ. Dạ, không có gì. Tươi quá vậy ta, đang nói chuyện với Vũ phải không? Dạ, chị nhớ cái phim mà hôm bữa chị em mình bàn không? Phim nào? Cái phim mà ở ngoài rạp đang chiếu đó. Mà em nói với chị là bữa giờ hot ơi là hot cái xong cháy vé, chị nhớ không? Mà hả, ai về đâu, anh Vũ anh hiểu tính em. Anh đặt vé trước hết trơn rồi, em tưởng tối nay đi coi không được mà ai về. Anh mua được vé cho em rồi đó. Thiệt luôn á hả? Dạ. Trời ơi, vậy sao không lấy thêm vé cho chị đi với? Hai đứa em đi hẹn hò, chị tính vô ngồi giữa hay làm gì vậy? Ủa vậy hả, vậy kỳ lắm hả? Kỳ lắm luôn. Chị chọc em vậy thôi, chứ ai mà vô duyên dữ vậy nè. Công nhận em sướng thiệt đó chứ. Có người yêu nè, vừa giỏi, rồi vừa tài năng, vừa khôn khéo. Mà đàn ông gì đâu mà ga lăng, lịch sự, nhẹ nhàng, tâm lý hết sức luôn á. Trời ơi, chị khen ổng thấy ghê hà. Ổng mà có mặt ở đây là ổng nở mũi chết luôn đó. Chị khen thiệt mà, bây giờ có mặt ở đây chị cũng khen y vậy á. Chứ ai như ông chồng chị á, mệt mỏi nhắc tới là thấy buồn. Chồng chị sao? Em thấy là ảnh cũng hiền lành, dễ thương muốn chết á chị. Sao chị cứ càm ràm ảnh hoài? Trời ơi, hiền tới khờ luôn á. Mà chị không thích chồng vậy, không thích đàn ông vậy. Đàn ông phải tâm lý chút xíu. Ai đời á, vợ bị ốm nghén mà còn ngồi tỉnh bơ, nói em đã có đứa thứ hai rồi thì em phải có kinh nghiệm hơn chứ. Đó, chịu nổi không? Chị, em thấy có khi mà chồng hiền lành như vậy á, mà khờ khờ gì mà tốt chứ hả. Nhiều khi lẻo lự cái miệng quá rồi ra ngoài nịnh nọt mấy cô khác là mất chồng đi chơi chị nha. Thì tùy chuyện thôi. Chứ cái chuyện mà... Ủa, khoan. Chị có em bé, có đứa nữa rồi hả? Ủa. Thôi, chúc mừng chị nha. Thiệt ra chị cũng mệt lắm, chăm một đứa là chị đã mệt mỏi lắm rồi. Mình cũng đâu còn trẻ gì nữa đâu. Mà thêm một đứa nữa là trời ơi, biết bao nhiêu chuyện kinh khủng đã vậy. Chị là cái người mà mỗi lần có thai là ốm nghén rất là mệt luôn á. Chị không có làm được cái gì hết trơn. Ôi mệt cái gì, bây giờ thấy mệt vậy thôi, mai mốt đẻ đứa nhỏ ra hả, nó xinh xắn dễ thương kháu khỉnh, rồi mai mốt nó lớn thì nó chạy mẹ rồi thôi mệt. Được rồi, tôi làm mẹ một lần rồi chứ không phải lần đầu tiên đâu mà mày đặt hướng dẫn cho tôi lo cô đi kìa. Sao chừng nào cưới?
Ủa, là sao? Em cũng không hiểu ảnh sao nữa. Hai đứa vẫn bình thường với nhau. Em thấy là quen nhau cũng đủ lâu, đủ hiểu, đủ thương rồi đó. Cái mỗi lần mà em nói với ảnh về chuyện cưới xin là ảnh cứ lãng đi đâu không à. Ủa gì kỳ vậy ta? Sao chị thấy Vũ nó vẫn thương em mà? Thì ảnh vẫn thương em, vẫn chiều chuộng, em muốn gì là được đó. Rồi vẫn hỏi han em mỗi ngày nhưng mà okay. Em cũng không hiểu nữa. Có khi nào mà em cứ để thời gian kéo dài yêu nhau lâu quá đó nên trở nên nhàm chán không? Làm sao mà nhàm chán được chị? Tụi em vẫn hẹn hò với nhau mỗi ngày nè. Giống như tối nay là đi coi phim. Nếu mà ảnh chán em, ảnh đâu có chủ động mua vé cho em vậy được đúng không? Thiệt sự là em cũng nghĩ hết mọi cách luôn rồi. Nhưng mà cái đầu óc đàn ông nó hoạt động kiểu gì vậy chị? Em không hiểu được. Thiệt vậy em rồi. Bây giờ chị có cách giúp em. Chị có cách giúp em? Ừ. Hai đứa đã sống với nhau bấy lâu nay rồi. Cách này là đơn giản nhất. Ôi trời, cái của ai đây? Hai giặt nữa chứ. Bây giờ em về em nói với nó là em có bầu rồi. Trời. Và cái que này em đưa để làm chứng. Trời ơi, không có của được. Của chị đó, của chị đó. Cái đứa thứ hai đó. Trời chị ơi, không được. Cái này là chả khác gì giống như trên phim mà mấy đứa con gái mà muốn lấy chồng đó cái xong mà dụ người ta, chị hiểu không? Với lại là trước giờ em chưa có bầu, em không có kinh nghiệm, không có biết cái biểu hiện nó làm sao. Rồi em ở với ảnh 24/7 như vậy, ảnh biết hết cái tính nết ăn ở của em sao. Ảnh nghi liền. Để biết thằng Vũ nó muốn cưới em hay không, em cứ làm theo cách này của chị. Ok. Chuyện là vậy đó. À, như vậy là thật sự là em không có quen người nào khác hả? Làm sao mà em quen người khác được? À, em thương anh 7 năm nay, bỏ anh không hiểu tình cảm của em hả? Anh biết rồi nhưng mà... Thì bây giờ em cũng biết là anh bị là... Anh Vũ... Em mới phải là người xin lỗi anh mới đúng. Em vô tâm quá hả? Em không có quan tâm hỏi han chăm sóc gì anh hết. Em chỉ có nghĩ cho suy nghĩ của một mình em thôi. Bây giờ mọi chuyện mình cũng đã thẳng thắn với nhau hết như vậy rồi. Em hy vọng là hai đứa mình có thể bỏ qua hết. Bây giờ quan trọng nhất là anh phải tĩnh dưỡng. Anh đừng có bị stress, đừng có nghĩ về những cái áp lực đó nữa. Rồi khi nào mà anh khỏe lại đó, hai đứa mình tính chuyện của anh sao? Bây giờ thời buổi tân tiến rồi mà, y học có rất là nhiều cách, đúng không? Đúng không anh? Như vậy là thật sự là em thông cảm cho anh hả? Em thông cảm cho anh, nhưng mà anh có thương em không? Có mà. Anh thương em thật đúng không? Em chỉ cần như vậy là đủ rồi. Bây giờ anh hứa với em đi, nghỉ cho khỏe, rồi hai đứa mình sẽ sống với nhau hạnh phúc hoài hoài luôn, được không? Được, anh sẽ hết sức cố gắng vì em. Anh sẽ trở thành một người hoàn hảo để bù đắp cho em nha. Đôi khi những trò đùa để thử thách lòng nhau chưa hẳn mang lại kết quả tốt nhất. Ngày xưa nói câu xin lỗi.